Dạ con chào cô. Dạ, ba chào con. Dạ, cô có thể giới thiệu là cô làm ở đây bao lâu rồi không ạ? Cô làm ở đây là 12 năm rồi. Wow. Ừ. Là cô làm ở đây là quán hả? Quán từ lúc quán mở là bao lâu hả cô hả? Quán mở 12 năm rồi. Hey, hey, telephoneman, chào mừng mọi người đến với kênh Cẩm Tiên TV. Và hôm nay Tiên đang có mặt tại quán Tư Mập, là một quán chuyên về những cái món cá lóc nướng nè, bò lá lốt, bò nhúng giấm và bò mỡ chày. Và cái món này là Tiên đã rất lâu rồi cũng chưa được thưởng thức nữa. Và cũng như là cái quán này á, là khi mà Tiên ở đây từ rất là lâu rồi, là khu vực Gò Vấp Thủ Tiên, thì quán này đã có từ rất là lâu rồi đó cả nhà, chắc là cũng phải cả chục năm hơn rồi đó. Bây giờ Tiên sẽ đến đây quay cho cả người xem nha. Một cái mùi cá lóc nướng rất là thơm rồi. Oh wow, ở phía trước Tiên là đang thấy là có rất là nhiều cá lóc nướng nè. 1 nè, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wow, 10 con cá lóc nướng luôn, quá bự luôn. Wow, con cá lóc nướng này mình nướng lâu không hả cô hả? 40 phút. Ồ, một con cá lóc nướng là 40 phút mới chín nha cả nhà. Một con lá lóc như thế này là ăn là siêu no luôn. Ăn đã quá. Cô làm ở đây lâu chưa hả cô hả? Được 5 năm rồi. À bao nhiêu ạ? 5 năm. Wow, cô làm được 5 năm rồi đó cả nhà. Nhân viên ruột của quán luôn. Cô mà cô lớn tuổi thì bà làm được 10 năm. Cô nào hả cô? Đó, cô già già. Wow, quán hơn chục năm là theo Tiên nghĩ là đúng rồi đó cả nhà. Tại vì là cô lớn tuổi ở đây á, theo cô này giới thiệu là đã làm được 10 năm rồi. Một ngày là mình bán được khoảng bao nhiêu con cá lóc hả cô ha? Trên 40-50 vậy. Một ngày bán 40-50 con là những ngày thường á, cuối tuần ngày lễ thì chắc là nhiều hơn hả cô hả? Thơm quá, nhìn cá lóc này thơm quá. Hiện tại là đang có rất là nhiều khách đến mua nè cả nhà, nhưng mà tại vì nhìn những em cá lóc này thật sự là rất là hấp dẫn luôn. Một con cá lóc như vậy là mấy người ăn hả cô? Một phần cá lóc là được 2 người ăn nha cả nhà. Là đã có bao gồm là rau và bún và các loại ăn kèm, mắm nêm nữa. Và ai mà không ăn được mắm nêm thì cũng có thể, nếu mà trong trường hợp không ăn được mắm nêm thì có loại mắm khác không cô hả? Có nước mắm chua ngọt nữa nha cả nhà. Ok, và bây giờ bên trong đây là có những cái phần bò lá lốt đây. Phần bò lá lốt và cũng như là mỡ chài ha. Bởi vì Tiên đi vào giờ này là cũng là quán đã bán khá là nhiều rồi đó. Nên là hơi trễ, Tiên đến đây hơi trễ nên là quán đã bán được nhiều rồi. Nên là cái phần trên tủ mình còn thấy nó hơi trống ha. Và không gian quán thì rất là rộng rãi cũng như là sạch sẽ nữa. Ở đây là đa phần là các cô chú lớn tuổi phục vụ ở đây. Nên là kiểu giống như trong gia đình người ta làm chung với nhau vậy cả nhà. Hồi nãy Tiên quay nó hơi bị khói, nhưng mà bây giờ thì nó đỡ khói rồi nè. Và cũng như là nó rất là thơm luôn. Đây là cô là nướng cá ở cho quán Tư Mập nha. Và cô cũng bán rất là lâu rồi. Dạ đây. Dạ cho con phỏng vấn cô xíu nha. Dạ con chào cô. Dạ ba chào con. Dạ. Cô có thể giới thiệu là cô làm ở đây bao lâu rồi không ạ? Cô làm ở đây là 12 năm rồi. Ừ. Là cô làm ở đây là quán đã được quán từ lúc quán mở là bao lâu hả cô hả? Quán mở 12 năm rồi. Vậy là hồi nãy con nhớ con nghĩ là hơn 10 năm rồi. Ừ. Cô làm ở đây gọi là một ngày á là mình bán được số lượng bao nhiêu cô hả? Một ngày là số lượng là cô bán 70 con. Wow, 70 con. Còn ngày lễ sao hả cô? Ngày lễ là 200 con. Wow. Ngày lễ 200 cho cô trông cho nó đó xấu xấu, người ta lên trên người ta quay nè. Dạ không đâu cô ơi, con nhìn cô rất là phúc hậu và rất là điêu luyện, không có xấu đâu cô. Tại vì đây là một nét đẹp lao động. Rồi, nét đẹp lao động. Dạ. Đúng rồi. Đó, cô bàn tay thanh thoát thôi nha cả nhà. Thấy không? Cá vàng không? Dạ, rất là vàng, rất là thơm luôn. Và cô ơi, khi mà mình lựa cá thì nó có khác biệt gì không? Tại vì con đi những cái quán khác nha. Con thấy là khi người ta nướng lên á, cá nó có mùi tanh. Và nó hơi cá là phải nướng lửa riu riu. Dạ. Phải nướng.
con nếu đặt con cá lên là phải một tiếng đồng hồ. Dạ. Wow. Chất lượng một tiếng đồng hồ mới được. Có nghĩa là mình không có vội không cô? Phải không có vội, nướng từ từ. Dạ. Nướng từ từ, riu lửa riu riu, không cần lửa già. Lửa già là nó cháy nó khét. Dạ. Thế mà cháu nướng trong vòng một tiếng là mới được. Dạ. Chứ không phải nướng nướng lửa lửa to là nó cháy là khét, ăn không có được. Dạ. Con thấy cô, con thấy cô là nướng rất là ngon nè. Thì nói trong con là cá này này. Không, dạ, cá vàng rồi. Ngon luôn, rất là vàng và đều nha cả nhà, không có bị khét luôn. Và ở đây con thấy một điều đặc biệt là khi đem cá lên á là quán đã rỉa xương ra sẵn luôn. Rồi là chia sẵn cái phần thịt luôn, rất là hay luôn á cô. Thế nó mới hấp dẫn, nó mới ngon. Dạ chứ. Đúng rồi. Dạ rồi, con cảm ơn cô nha. Xong chưa? Làm việc vui vẻ nha. Dạ. Nướng phần cho khách nha cả nhà. À. Một phần mỡ chài và cũng như là bò lá lốt. Nhìn cái tô mỡ hành là hấp dẫn quá không cả nhà ha. Than thì rất là đỏ rực luôn. Đây là hồ cá sống nha cả nhà, và các cô đang lấy cá ra để chuẩn bị cho mẹ nướng tiếp theo nè. Cá còn tươi sống luôn. Mỗi em cá sẽ được xỏ vào một cái cây như thế này. Cứ một lần là các cô sẽ nướng một mẻ là 10 con nha. Cá ở đây thì rất là đều, em nào em nấy thì cũng mập rất là đều luôn. Đó, thì một phần quán sẽ bán là 130 một con nhé. Wow, cả nhà ơi, và đây là một cái hùm là trong đây có 11 con cá lóc nha. Và lát nữa Tiên sẽ đặt những em cá lóc này ở trên cái bếp này luôn. Wow, kế bên Tiên là những em đã chín rồi nè. Và đây là những em sắp được lên lò. Bắt đầu lên lò nè mọi người, bây giờ Tiên sẽ đưa lên lò nha. Dạ rồi. Dạ rồi. Bây giờ Tiên sẽ bắt lên lò nha cả nhà. Dạ đó. Hay quá. Dạ. Dạ không sao. Đó. Đã quá. Có bao giờ mà đi ăn mà được tận tay đó. Cầm những em này đâu cả nhà. Có em này còn sống. Như vậy mà mọi người mới thấy được là cá ở đây là còn tươi sống luôn ha. Dạ. Một mẻ như vậy là vừa đủ 11 con thôi ha. Ô, một mẻ 10 con cả nhà. 10 con, ủa con nhảy đạch đạch luôn nè. Hay quá, lần đầu tiên là đi thấy tận tay được đưa lên nướng luôn cả nhà ơi. Bình thường mình đi ăn quán thì mình chỉ thấy là người ta nướng xong rồi, xong người ta để lên trên cho mình thôi. Và hôm nay là Tiên đã được trải nghiệm một cái nướng tại chỗ như thế này cùng với các cô thì rất là vui. Ok, bây giờ Tiên sẽ đi rửa tay và bắt đầu đi vô ăn và review cho cả nhà tiếp nha. Không gian quán ở đây thì rất là mát, cũng như là có khu vực ngồi trong nhà, có mái che nữa nha cả nhà. Mình ngồi sẽ không có sợ mưa. Và khách có rất là nhiều khách đang ngồi ăn. Thì cô đang nướng bò lá lốt nè cả nhà. Bây giờ con sẽ lấy phần xương ra khỏi con cá nha. Đó. Bắt đầu cô sẽ đọc ở giữa con cá nè để lấy cái phần xương ra nè. Cái này chắc con cũng phải học hỏi cô để sau này con về con làm cho nhà ăn đó. Đó, wow. Tách ra một cái là mình đã thấy phần, lấy được cái phần xương rồi. Như là cái phần ruột cá ha. Đó. Bắt đầu cô sẽ cho mỡ hành lên nè. Wow, quá trời mỡ hành luôn. Này là rau răm hả cô hả? Rau răm. Bây giờ cô sẽ cho đậu phộng vào. Đó là mọi, nên là mọi người thấy là khi mà Tiên quay một cái phần cá là rất là hấp dẫn luôn ha. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Ok, và bây giờ Tiên đã order cho mình một con cá lóc. Hey, Tiên đã order cho mình một con cá lóc nướng này ha.
À, khi lên mâm cá lóc nướng á, thì nó sẽ có như thế này. Wow. Là một phần cho hai người ăn. Còn đây là một phần mỡ chài. Ở đây một phần mỡ chài thì theo Tiên thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 được 8 thanh mỡ chài ha. Vì lúc nãy là Tiên hơi đói, tại vì hôm nay Tiên cũng mới đi tập gym về ở nhà, nên là nhìn thấy này là rất là thèm, nên là đọc lộn cái này là thành mỡ chài, nhưng nó là bò lá lốt nha cả nhà. Chính xác là bò lá lốt. Và cũng như là mình sẽ được ăn kèm với lại mắm nêm. Ở đây mắm nêm thì cho theo Tiên thấy thì những cái gia vị được xay với nhau nè, trong đó có tỏi nè, xả nè, thơm nữa, được xay với nhau ha. Cái mùi khá là thơm. Chị xem lát nữa mình ăn thử sẽ ngon nha. À, bây giờ đi sẽ cho ớt vào. Là một người rất là cay và thấy chén ớt này, thấy chén ớt thôi là thèm chảy nước miếng rồi cả nhà, không biết tại sao cái ớt mà lại thèm chảy. Dạ con cảm ơn. À, ngoài ra quán cũng sẽ có những cái món để ăn kèm, giống như là chân gà nướng nè, và cánh gà nướng, đùi gà, các thứ rồi đó cả nhà. Bây giờ Tiên sẽ cho cái ớt này vào nha, cho hết cái muỗng này luôn. Ngồi trong quán mà cái mùi cá lóc nướng bên ngoài nó bay vào, trời ơi. Mặc dù mình đã có một em ở đây rồi thì cái giá của một em cá lóc như thế này thì tầm khoảng là 130.000 cho một em cá lóc ha, cũng như là bò lá lốt thì sẽ là 40.000, và trứng gà thì Tiên chưa bị hỏi giá nên chưa biết cả nhà. Bây giờ đi sẽ ăn thử nha. Thì ở đây mọi người ta sẽ cho một cái loại bánh tráng nhỏ như thế này, thì đối với Tiên thì không cần phải nhúng nước đâu, mình dùng cái rau có sẵn ở đây nè, bắt đầu mình làm cho nó mềm. Thực ra là cũng khá là lâu rồi, chắc là từ lúc Tiên đi á thì là chưa ăn được con cá lóc. Thì bên đó thì người ta cũng ít nhập cá lóc qua đó cả nhà, nên là rất là thèm món cá lóc nướng cũng như là cá lóc nấu cháo á, hoặc là hấp bầu. Ở trong đây có rất là nhiều loại rau nè, có chuối chát nè, chuối xanh nè, giá, dưa leo, rau thơm, tí tôm. Tiên là được cái là tất cả các loại rau Tiên đều có thể ăn được, nên là dễ nuôi á, rất là dễ nuôi luôn. Ở đây cũng có, ngoài salad ra thì cũng có cải bẹ xanh nha cả nhà. Loại cuốn rau không thôi á là đã gần đầy cái cuốn rồi. Ở đây người ta có chẻ sẵn cá cho mình luôn, không biết người ta có lấy xương ra luôn ta. Wow, ở đây rất là hay nha cả nhà, người ta lấy xương ra luôn nè, là chỉ còn có cá nhưng mà vẫn để là cái ruột cho mình ha. Và ở phía trên là để rau răm, hành tây, hành phi, rồi mỡ hành cũng như là đậu phộng nữa, nên là mình cũng đỡ được cái phần mà gỡ xương đúng không cả nhà ha. Thì cho cá vô nha, nhập chút xíu bún nữa, chút xíu thôi tại vì nó khá là nhiều rồi đó. Ok, bây giờ là thử thách 6 ngày 6 đêm ăn cá lóc nữa. Đây. Thì cuốn lại thì cũng, nói chung là khi mà mình quen tay rồi thì mình, cái dù là bánh tráng nhỏ thì mình vẫn cuốn nó gọn được ha. Và bây giờ thì sẽ chấm vào nước mắm nêm nha. Bây giờ xin mời cả nhà nha. Và mặc dù là mắm nêm nó hơi lỏng nhưng mà để thêm cái vị nó như thế nào nha. Cái mắm nêm thì vừa, mặc dù hơi lỏng nhưng mà người ta nêm rất là vừa, thơm. Cá thì ngọt và tươi, cũng như là từng cái sớ cá ở trong cái cuốn á. Đó. Khi mình ăn vào là mình sẽ biết là cá tươi. Mặc dù đây là cá, không phải là cá lóc đồng, tại vì bây giờ kiếm một cá lóc đồng này rất là khó, cũng như là nó nhỏ, nó không có đủ nhiều để mình nướng lên để thành một phần. Mà dù nó là cá lóc nuôi cho nhưng mà mình ăn nó vẫn cảm thấy ngon. Và đặc biệt á, là khi Tiên đi nhiều quán, nhất là những quán cá lóc đồng nướng khác á, thì khi người ta nướng lên á, không biết tại sao Tiên lại không có nghe được mùi thơm, mà Tiên lại nghe cái mùi tanh tanh của cá và mùi rong riêu á khi mà nó sống ở dưới. Nhưng mà đối với ở đây không biết là người ta nuôi cá như thế nào thì không biết, nhưng mà khi mình nướng là rất là thơm và không có bị cái mùi tanh đó cả nhà. Rồi bây giờ đi xem tiếp theo nha.
bỏ ớt nhiều vậy nhưng mà chấm vô không thấy cay cả nhà ơi. Chắc là đồ ăn cay lên rồi đó. Ở trên cái bàn nó vẫn nhặn ngon quá. Đúng là hương vị của quê hương thì không thể nào mà gọi là quên được, và cũng như là khi được ăn đúng hương vị của nó thì xuất sắc luôn đây nha. Bây giờ đi sẽ cuốn tiếp cuốn thứ hai nha cả nhà. Quá hấp dẫn rồi, tay đi đã rửa sạch rồi nha. Rất là sạch, có chuối nè bỏ vô. Hôm nay thì hơi là đi hơi trễ cho nên là quán cũng là hết cái khế cũng như là xoài ha. Đây cho mọi em cá lên. Hậu đậu quá. Đúng là cá tươi quá, khác như nãy Tiên đã cho quay cho cả nhà xem á, là cá còn nghĩ là đạt lên luôn. Đây bắt đầu để cho cái hành phi nè, đậu phộng vô nha, để cuốn lại, tại vì nó khá là nhiều đồ ăn rồi cho nên là đi không cuốn bún nha. Hôm nào mà đi tập về là nhìn đồ ăn rất là thèm luôn cả nhà ơi, mà nó còn ngon nữa thì còn gì bằng. Chấm vào. Khi mà chấm á, nước chấm ở đây nó có gọi là người ta xay có rất là nhiều thơm, xả cũng như tỏi, mình chấm cùng với lại cái đồ ăn nè thì cái nước chấm của mình nó hấp dẫn ha. Mời cả nhà nha. Quán là làm theo kiểu như vậy nè, gỡ xương sẵn ra thì mình ăn mình đỡ cái cảm giác này, mình sợ mất xương đó nha. Nói thêm miếng nữa. Thực sự là khi mà Tiên rất là thèm cá lóc, khi mà lúc mà Tiên ở Thụy Điển, nhưng mà mình thì chỉ có thể đi câu được những cái loại cá mà của Thụy Điển thôi, chẳng hạn như abure nè, thủy quái như đa nè, cũng như là thủy quái vớt. Thì khi mà mình muốn nướng như thế này thì Tiên có thể nướng được con abure, nhưng mà Tiên nghĩ là nó hơi nhiều xương á, thì mình ăn cái cảm giác mình cũng sẽ hơi ngại ngại miệng. Nếu mà trong trường hợp mà mình ăn cuốn cá mà bị mất xương thì cái là cảm giác rất là gọi là làm cho mình không có muốn ăn nữa. Nhưng mà khi mình Tiên đến quán này, họ lấy xương hết ra cho mình, để là cái lòng thôi, để lại bộ đồ lòng nè, bắt đầu để đồ ăn lên trên thì mình rất là dễ ăn. Cũng như là khi có con nít nè, trẻ nhỏ thì người lớn của mình cũng gọi là đỡ mất cái thời gian hơn trong quá trình mà mình gỡ xương cho mấy đứa nhỏ nó ăn đó. Quán tư mặt này thì tôi nghĩ là nếu mà ai là dân Gò Vấp á, thì chắc chắn mình sẽ đã ăn từng ăn ở đây, và cũng như là cũng đã biết ở đây. Thì tôi nghĩ là khi mà Tiên quay lên á, nếu mà Tiên muốn đưa đến mọi người một cái món ăn mà nơi mà Tiên sinh ra và lớn lên ở đây là khu vực Gò Vấp, thì Tiên muốn giới thiệu đến cho cả, tất cả mọi người cũng như là những người, các bạn, các anh chú, cô chị mà ở những quận huyện khác hoặc những khu vực khác có thể đến đây ăn và thưởng thức cái món ở đây nha. Bây giờ Tiên sẽ ăn qua tới món bò lá lốt nha cả nhà. Bò lá lốt thì lúc mà Tiên ở thì Diễn hay Tiên vẫn có hành cũng hay làm. Tuy nhiên là khi mà mua gọi là lá bò lá lốt á, thì do là từ, thứ nhất là một là từ Thái Lan xuất sang, còn không là của hàng Việt Nam của mình xuất sang á, cho nên là một gói thì cũng không có được nhiều bò lá lốt hơn là cái lá lốt. Mỗi lần mà cả nhà ăn thì tầm khoảng là phải mua 2-3 gói đó cả nhà, gọi là
hai ba gói lá để có thể được một bữa còn lớp. Nên là giờ bây giờ về đây mà ăn cho đã nha. Bún mê rau nè, chị thích được chua cho giá rồi nè, chú chát chút xíu bún nha. Một cái cuốn người ta cuốn cũng chất lượng lắm nha, gọi là cũng đầy đặn lắm. Tiên chấm với chén mắm nêm mà gần nửa chén rồi nha. Bởi vì đồ ăn Việt Nam của mình rất là phong phú, nên là từng cái loại nước chấm nó cũng có cái vị ngon riêng của nó nữa, và Tiên rất là thích ăn các loại mắm luôn á. Mời cả nhà nha. Đây để mở ra cho mọi người xem nha. Đây cũng đây là cái nhân ở bên trong nè. Ăn thì cái cảm quan Tiên ăn lần đầu tiên thì Tiên cảm thấy là cái nhân rất là nhiều, cũng như là có gọi là vị thơm của sả và của tỏi nữa ha, và cũng như các gia vị khác. Cái phần lá thì lá lốt thì cả nhà cũng biết rồi, nó rất là thơm rồi ha. Bây giờ đi sẽ ăn tiếp theo. Cái bò lá lốt khá là thơm. Tiên chấm hết nước chấm luôn rồi, cho nên là đó là phải xin thêm nha. Rồi bây giờ Tiên đã hết mắm nêm rồi, cho nên là Tiên đã gọi cô để cho Tiên một chén mắm nêm nha. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Wow, cô cho một chén to luôn. Bây giờ Tiên sẽ múc nó ra nha. Mình đã chăm nước chấm rồi, bây giờ mình có thể chăm hơi ớt nha. Bỏ vô là cái chén nước chấm là nó đậm gia vị luôn. Quá trời gia vị ở trong này luôn. Lúc nãy là Tiên đang ăn cuốn rồi ha, bây giờ Tiên sẽ ăn cái bò lá lốt không, để mình cảm nhận trọn vị nha. Mời cả nhà. Xin chào cả nhà, hôm nay là Tiên đi với bạn và đây là bạn của Tiên nha. Và hôm nay để hỏi xem bạn ấy ăn như thế nào nha. Bây giờ bạn cuốn đi rồi bạn nêu cảm nhận cho khán giả biết là món hôm nay như thế nào. Hôm nay mình với Cẩm Tiên TV đi ăn đến quán của Tư Mập, rất là ngon. Và nếu ai ở trong khu vực Gò Vấp hoặc là khu vực gần xa nơi đây á, thì ghé thử ăn một lần trải nghiệm nha các bạn, ngon lắm, và được coi nướng cá trực tiếp nữa, ngon. Rồi khi mình ăn ở đây thì bạn thấy nó khác với những chỗ khác như thế nào? Thì giống như nãy giờ bạn bình luận rồi đó, thì mình cũng giống như ý kiến của bạn là cá ở đây rất là tươi, ngon, và bò lá lốt á, thơm bò, rất là nhiều bò luôn, chứ không phải là người ta trộn cái gì nhiều đâu các bạn. Bò rất là nhiều, nên là các bạn hết một lần được ăn nha, ngon lắm. Các gia vị rất là hài hòa luôn, không có món nào để chê được hết trơn. Mình không có được nhận tiền review hay cái gì hết, nhưng mình nói thiệt thôi, còn ai tin nè. Còn nếu các bạn nào không tin, các bạn tới ăn thử đi rồi biết nha. Đúng rồi đó cả nhà, tại vì hôm nay là như Tiên giới thiệu từ lúc đầu, đây là cái quán mà Tiên biết từ rất lâu rồi, cũng như là ăn rất là nhiều lần rồi đó. Cũng như là mình là dân Gò Vấp thì quán ở đây thì là họ bán khá là lâu rồi. Các cô giới thiệu là 12 năm rồi đó. Nên là Tiên muốn mang đến cho cả nhà một cái quán đã có lâu năm rồi, và cũng như là có rất là nhiều kinh nghiệm và cũng rất là ngon. Mang đến cho khán giả một cái địa chỉ uy tín để cho khán giả có thể đến đây ăn và trải nghiệm thưởng thức nha. Và bây giờ bạn Trâm cuốn một cuốn mời khán giả nào. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ok, giờ bạn ăn liền đi. Về đây. Mà nói là bà không nói chồng, chồng về đây. Sau khi thưởng thức món cá lóc cũng như là món bò lá lốt rồi, bây giờ tôi sẽ ăn qua cái món chân gà này ha. Rồi cái món chân gà này chắc hẳn là không quá xa lạ đối với cả nhà rồi.
mà cái điểm khác biệt của mỗi quán là cái cách ướp cũng như là cái cách mà người ta nướng á. Thì nhìn sơ qua cái món chân gà này thì Tiên cảm thấy là quán nướng vừa chín tới và cũng như là đủ cái độ của chín tới của nó và nó vàng ha. Và đặc biệt là Tiên thấy là nó không có bị khô, bởi vì chân gà mà nó gọi là cơ bản nó chỉ có da và sụn thôi, mà bị khô quá thì mình lại khó ăn. Bây giờ đi sẽ ăn thử một cái nha, mời cả nhà nha. Hoặc là muối ớt nha. Mời cả nhà. Gà ở đây là quán ướp rất là vừa, khi mình ăn thì nó không bị quá khô, cái đó là cũng là một cái điểm cộng trong khi mà khi mình ăn chân gà đó cả nhà. Và ok, bây giờ Tiên cũng như là bạn của Tiên sẽ bắt đầu ăn tiếp những cái còn lại cho đến khi hết. Thì và bây giờ thì cũng là cuối clip rồi, cũng như là cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này. Mọi người ơi đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube Cẩm Tiên TV để đón xem được nhiều video hơn, cũng như đừng quên nhấn nút cái chuông bên này để nhận được nhiều thông báo khi Tiên up video mới nha. Cũng như là sắp tới Tiên cũng sẽ có nhiều chút video về những trải nghiệm ăn uống và cũng như là review ẩm thực một cách chân thực gửi đến cho khán giả, thì mọi người cũng ủng hộ Tiên nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đua đi xem.